Are you ready to play? Yes. Do you like watching horror movies? Yes. Is she free now? Yes. Could you do me a favor? Yes. She's attractive, right? Yes. Hi there! Nếu bạn chỉ biết trả lời là yes cho tất cả những tình huống như trên, thì bài học ngày hôm nay chính là dành cho các bạn đấy. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu những cách trả lời khác thay cho yes và no ở trong tiếng Anh đấy. Vậy còn chần chừ gì nữa, hãy cùng nhau bắt đầu bài học nhé! Thay vì nói là yes, chúng ta có thể trả lời bằng những cách sau nhé. Sure. Sure. Hell yeah. Hell yeah. Totally. Totally. Absolutely. Absolutely. Definitely. Definitely. Exactly. Exactly. Of course. Of course. All right. All right. Cool. Cool. Great. Great. Brilliant. Brilliant. Fair enough. Fair enough. Good enough. Good enough. I got it. I got it. Why not? Why not? I guess so. I guess so. Go for it. Go for it. Awesome. Awesome. I think so. I think so. I'd love to. I'd love to. A thousand times yes. A thousand times yes. I couldn't agree more. I couldn't agree more. Vậy bây giờ các bạn hãy cùng cô quay lại đoạn đầu của video này và để xem đối với những tình huống vừa rồi, nếu áp dụng những cách diễn đạt mà cô vừa hướng dẫn các bạn thì cuộc hội thoại của chúng ta có thú vị hơn không nhé? Are you ready to play? Hell yes. Do you like watching horror movies? Definitely. Of course. Why not? Is she free now? I think so. I guess so. Could you do me a favor? Definitely. Of course. Excuse me, could you show me the way to the bus station, please? Sure. How about going to the movies tonight? I'd love to. Is this okay for you? Yeah, that's okay. Fair enough. She's attractive. Isn't she? I couldn't agree more. Đó là cách nói với yes. Vậy còn no thì sao nhỉ? Ngay bây giờ thì các bạn hãy cùng cô khám phá nhé. Thay vì trả lời là no thì các bạn có thể sử dụng các cách diễn đạt như sau nhé. I don't think you are right. I don't think you are right. I appreciate your time but no thanks. I appreciate your time but no thanks. Thanks for thinking of me. But I have a lot on my plate right now. Thanks for thinking of me, but I have a lot on my plate right now. No, thanks. No, thanks. Not today, thanks. Not today, thanks. Not for me, thanks. Not for me, thanks. I'm afraid I can't. I'm afraid I can't. I'm not really into it. But thanks for asking. I'm not really into it, but thanks for asking. I'd rather not, thanks. I'd rather not, thanks. I don't think so. I don't think so. I'm afraid not. I'm afraid not. No, not a bit. No, not a bit. Me? Not likely. Me? Not likely. I can't say for sure. I can't say for sure. No way. No way. I don't know. I don't know. I can't wrap my head around it. I can't wrap my head around it. Nothing in particular. Nothing in particular. Sau bài học ngày hôm nay thì chắc hẳn các bạn đều đã bỏ túi được những cụm từ và những từ riêng để thay thế cho từ yes và no, làm cho hội thoại của chúng ta thú vị và hay hơn nhiều rồi đúng không nào? Vậy hãy sử dụng linh hoạt những cụm từ này để chúng ta có thể giao tiếp tiếng Anh được tốt hơn nhé. Còn bây giờ thì Cindy sẽ phải nói lời tạm biệt các bạn rồi. Bye!